Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.18. Bó tay chấm cơm mình luôn á. Làm cho đã gấp cuộc quên bấm máy quay à. Và nói tóm tắt sơ qua ha, thì mình có làm thêm hai cái chậu. Không, chính xác hơn là cái chai chứ. Để mình nuôi axolot ở trong đó. Và các bạn có thấy cái chai màu hồng không? Cái chai đó mình xây nó bị lệch á. Đáng lý ra cái chai thì nó phải hình hơi vuông vuông tròn tròn đúng không? Cái này mình xây nó thành hình chữ nhật mất tiêu rồi. Kìa, nhìn cái nắp là thấy nó sai sai rồi. Nhưng mà dù sao thì nó cũng khá là rộng rãi để mình có thể nuôi được một cặp axolot ở phía trong á. Còn phía dưới này mình có kiểu như là nâng cấp cái kho chứa mía lên á. Tại vì một kho thì một cái rương thì không có đủ á, nên mình đã nâng nó lên thành rất là nhiều rương như vậy nè. Và nó dẫn xuống phía dưới ha. Đồng thời dưới này cũng là nơi để mình trao đổi với những cái bác dân làng mà chuyên đổi giấy á. Tiết lộ cho các bạn biết là mấy bác này là từ cái ngôi làng kế bên nhà mình á. Anh đù được của nó đấy. Bí mật nha. Nguyên cái làng mình hút hết vậy đây. Có một vài bác dân làng đần thì mình để yên á, mình đem về thì cũng không có dạy nghề được á. Ở dưới này thì mấy bác này mình đã đổi hết một lần rồi để giữ cái nghề lại. Đó, vậy là sắp tới chúng ta đã có cái chỗ để có thể farm ngọc lục bảo bằng những cái tờ giấy rất là đơn giản rồi ha. Rồi tạm thời thì mình sẽ cất vô trong đây. Bên kia thì mình cũng làm tương tự như vậy ha. Trong tương lai thì chắc mình phải làm một cái chỗ để mình có thể nhân giống những cái bác. À không, nói chung là sinh sản thêm những cái bác dân làng mới được. Tại vì hiện tại ngôi làng này cũng hết dân làng, ngôi làng phía bên kia cũng hết, ngôi làng gần này thì toàn là dân làng đần không à. Bởi vậy phải tranh thủ mình tìm cách mình nhân giống. Ô, oh, what the hell. Ê, ê, đâu chui ra vậy? Ui, không được, đây nó thấy mình nó nổ banh xà lòng luôn á. Đâu găng Reaper đó hả? Ghê vậy? Nguy hiểm thiệt sự. Trời đất ơi, bó tay chấm cơm luôn á. Và cái chỗ này thì mình có nên làm một cái con đường đi không ta? Kiểu như mình làm một cái làng axolot vậy á. Cái ba chậu, ủa ba cái chai thì ít nha. Chắc ít hôm nữa phải xây thêm tầm 3-4 cái chai ở phía bên này nữa nè. Chỗ này còn trống á. Rồi sau đó nối đường đi lại giống như là một ngôi làng axolot vậy đó. Trong này sẽ là những cái chai mà axolot ở ha. Hợp lý á nha. Ok, từ từ thì mình sẽ làm cái chuyện đó sao. Còn trong ngày hôm nay chắc mình sẽ có một cái thử thách nhỏ nhỏ ha, cho bản thân mình. Hôm nay thì mình có một cái beacon mà mình dời từ này qua bên kia. Rồi khi nào hết dùng thì dời qua đây tiếp ha. Kiểu như nó hơi bất tiện á. Thế nên hôm nay mình sẽ cố gắng, mình sẽ farm thật là nhiều xương đen. Hy vọng là đủ để mình có thể làm thêm vài cái đèn hiệu nữa. Và đồng thời mình sẽ làm thêm cái thử thách là làm một cái đèn hiệu bằng toàn là kim cương thôi nha. Tại vì cái đèn hiệu đó thì mình kích hoạt bằng sắt á, nó vẫn kích hoạt được thôi, nhưng mà nó sẽ không đẹp bằng đèn hiệu kim cương ha. Rồi, và để cho cái chuyến đi xuống địa ngục này nó an toàn hơn, mình sẽ mang theo thuốc kháng lửa nha. Lần trước đi mình để y, mình không có mang theo. Lần này mình đã nhớ rồi. Và mình cũng sẽ mang theo xô tuyết. Tại vì có nhiều bạn chỉ mình cái mẹo á, là xô tuyết mình có thể đặt ở dưới địa ngục luôn. Nước thì mình không thể đặt, nhưng mà xô tuyết thì mình có thể đặt á. Cái này thì khá là hay, giúp mình có thể kiểu như là rơi từ trên xuống á, đặt xô tuyết thì nó vẫn giúp mình không có bị dính sát thương á. Rất là tuyệt vời luôn. Và giờ thì chắc công việc đầu tiên của mình là mình sẽ đi tìm pháo đài địa ngục. Ô, con này láo tét. Mình sẽ trở lại cái pháo đài địa ngục gần nhà, ở gần cái chỗ spawn của mình ha. Để mình farm xương đen thôi. Đây rồi, thanh niên đầu tiên. Ồ. Không có nè. Ê, mình nghe tiếng chân. Đâu chứ này thì phải. Ồ, sau lưng. Hai anh. Có vẻ là hôm nay nhân phẩm không được hên rồi. Hai anh đầu tiên chưa anh nào rơi ra nha. Để coi mình sẽ farm bao nhiêu anh để có được cái đầu xương đen đầu tiên nào. Bay qua đấy. Bay qua. Whee. Quýnh tên này luôn.
Xuống đây, xuống đây. Ba anh rồi. Éo. Úi. What? Oh. Vậy là sô tuyết có thể giúp mình dập lửa nhưng mà nó sẽ mất luôn sô tuyết rồi. Mình mới biết thêm một điều nữa. Hay nhờ. Ví dụ mình không có mang theo cái thuốc kháng lửa thì mình có thể dùng sô tuyết để dập lửa ha. Nhưng mà đánh đổi lại thì sô tuyết nó sẽ mất luôn. Tại vì lửa chắc nó sẽ làm tuyết nó tan đi á. Cũng khá là hợp lý ha. Tiếc quá, nãy mình đi mình đem có một xô à. Mình mốt rút kinh nghiệm, đem nhiều nhiều xô mới được. Nãy giờ mình farm cũng 5-6 anh rồi mà chưa anh nào rơi ra cái đầu nha. Ui da, cháy nữa rồi. Có vẻ là hôm nay nhân phẩm không được hên cho lắm. Nhưng mà không sao, trong cái pháo đài địa ngục này còn rất là nhiều anh xương đen khác để cho mình farm. Ao, đau thế. Ui nhưng mà thiệt sự nãy giờ farm cũng nhiều rồi đó mà chưa anh nào rơi ra này. Không được rồi, phải mặc giáp vô để hên lên mới được. Full giáp luôn. Còn hai. Nó vẫn không cho. Nãy giờ ít nhất cũng cả chục anh rồi đó, chứ không ít đâu. Qua đây coi. Thử với anh này coi, anh này đứng lẻ đâu một mình nè. Rồi luôn, anh này cũng không cho luôn. Su cà na vậy. Qua đây, né. Xuống đây luyện khả năng tránh né đòn tấn công của quỷ lửa luôn. Rồi. Ui là trời. Gì đây, hôm bữa mình xuống địa ngục mình farm có tí xíu là đủ đầu rồi đó. Hồi nãy giờ farm cả đống anh mà không có được một cái luôn. Ui, thằng kia 4 anh luôn kìa. Wow. Dạ. 4 anh một lượt, nhìn mà lem vậy ta, nhìn mờ lem vậy ta. Một anh đầu tiên không có rồi nè. Các thí sinh tiếp theo. Thí sinh thứ hai không có. Thứ ba cũng không luôn. Tù dục thì kiếm không sợ kiếm này nữa. Giận rồi. Giận cá chém thớt. Farm không được. Đầu xương đen mình quay sang. Mình farm gát luôn. Hơi bị lóng. Nãy giờ hơi quạo rồi đó. Hơi quạo thiệt. Tam hoài phong quỷ mà không có gì trơn à. Rồi xuống đây. Xuống đây hai anh, xuống đây. Làm gỗ hai anh luôn. Hi. Ui, 4 anh nhưng mà không có cái đầu nữa hết. Bên đây còn anh nữa nè. Không luôn. Bên đây nữa. Farm thì liên tục nhưng mà không có cái nào vậy. Vô đây. Ôi. Đằng sau nữa. Không biết các bạn nào từng gặp tình trạng giống như mình bây giờ chưa nhờ. Kiểu muốn farm đầu xương đen nhưng mà nó hơi khó ấy. Nice. Ê, đây còn. Còn thở là còn gỡ. Còn thở là còn farm á. Vô. Nè. Đây rồi. Còn thở là còn farm. Mình đã có cái thứ hai rồi. Cố lên. Thêm một cái nữa nào. Một cái nữa thôi mà. Trời, tình nó quạo á. Con heo này nó còn ọp trước mặt mình nữa. Ghét thiệt. Nó ọp không? Con heo đâu? Con heo bự đâu? Hồi nãy mới thấy con ọp bự mà. Nó đâu rồi? Rồi, có con ọp nhỏ cũng được. Lại đây. Cho xuống. Bích liền nè, xuống dưới đi. Người ta đang quạo mà cà khịa. Đâu, con ọp đâu? Con ọp đâu? Đang quạo mà ọp hả? Đừng để anh lóng nha. Anh hơi bị lóng nãy giờ đó. Đó, xương nó xuất hiện lần cả đàn, nhìn mắt ham thiệt. Mà farm nó không ra cái đầu nữa đó. Wow, thiệt á. Ra đi. Một cái nữa thôi.
ca đấy mà. Trời ơi, còn bị bên kia cà khịa qua nữa. Hết thuốc kháng lửa rồi. Ra đi mà, Bly. 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 Đâu các bạn, nhìn sơ qua là cũng hiểu được cái nhân phẩm của mình hôm nay nó xui đến mức nào rồi. Ui, nhóc này cưới gà nhìn xịn thế. Được thiệt. Mình sẽ giả bộ cho con sương bắn trúng. Rồi, xử lý nó. Xử lý nó con. Này, này. Này thì bắn nè, này thì bắn nè. Mình sẽ dụ địch tiếp, dụ địch tiếp. Đúng rồi. Tấn công. Tấn công, tấn công. Này thì tấn công này. Tại chiến địch, chiến thuật của mình ổn không? Đấy. Đấy, một cái gì đó. Mượn gì ta? Mượn dao giết người, đúng rồi, chiến thuật mượn dao giết người. Hơi bị chuẩn, chiến thuật nó hơi bị chuẩn chỉ nha. Ồ, đây con sương. Con sương lên đây. Chân ngắn à, sương chân ngắn nè. Dưới này còn anh nữa. Sương, sương nè. Hết rồi. Mệt thiệt luôn á, bây giờ mình xuống đây giống như là mình đi farm than chứ không phải là farm đầu xương đen nữa rồi. Mình farm gần 3 stack than rồi đó, mà chưa có cái đầu nào thứ ba luôn. Bó tay thiệt. Ui, đây rồi. We got it. Chúng ta đã có cái đầu xương đen thứ ba rồi. Trời ơi, đã nha. Một tiếng gửi của mình. Để lấy được cái đầu thứ ba này thôi. Bữa thì mất tầm 10-15 phút. Bữa thì mất một tiếng rưỡi. Đúng là cuộc sống mà. Thôi, chấp nhận số phận rồi. Yeah. Ờ, quên. Trên đường về mình ghé vô cái chỗ mà có nhiều cát linh hồn. Mình đào chút cát về đã. Để giờ mình triệu hồi luôn con boss leader á. Quýnh nhau với ngọng. Ủa con boss leader này chắc phải đem theo táo vàng nè. Mới chịu nổi. Nếu mà su quá thì quất thêm táo vàng cường hóa luôn á cho chắc. Tại vì trong chế độ siêu khó lần trước mình đánh nó cũng hơi hơi toan á. Rồi, ba lần trước đánh chỗ nào thì lần này mình sẽ đánh y gan chỗ đó ha. Cái lỗ nó quen thuộc rồi. Đây, xuống. Tiếp dưới này là. Đây, đây là bãi chiến trường cũ nè. Quá là dữ dội luôn. Tiếp tục, đây chính là nơi chôn gao cắt cốm của cái con quy đờ thứ hai mà mình triệu hồi ha. Cho nó ra trước đây. Hey. Rồi, xong phiên, giờ thì đợi cho nó kéo cây máu lên thôi. Mình sẽ dưng cung sẵn nha, nó vừa nổ phát là bắn nó liền. Chuẩn bị, chuẩn bị. Bắn nó nè. Ow. Nó đang bắn mình liên tục. Ui, mình chưa mặc quân giáp. Ui da. Ui, quên. Ồ, mình chưa mặc quân giáp, cái lần nó bắn mình sắp mặt luôn. Ui da, nó bắn đâu á. Ui, nó mạnh ghê chưa. Ủa, lần trước mình đánh nó đâu có mạnh như vậy đâu ta. Lần này sao nó mạnh chứ không biết nữa. Tận chiến nó luôn. Ăn thêm trái táo nữa. Không là chết đấy. Vô, vô. Ép góc được rồi. Mình ép góc được rồi. Ui. Lần này hồi nãy suýt nữa là mình tử trận rồi. Tại vì mình quên mặc full giáp á. Mình còn mặc cái cánh hàng gì nó quýnh quá trời đâu. Ui. Mình sẽ vứt bớt mấy cái này. Oh no. Đúng đau luôn á. Đọc quy đờ cấp độ 2 lần. Thôi dù sao thì cũng đã hạ gục con boss quy đờ này rồi. Phải rút kinh nghiệm nha. Phải lúc nào cũng phải mặc full giáp khi mà chiến đấu với những con quái vật mạnh. Cũng như là những con boss giống như vậy. Chứ lỡ su su như nãy hên là mặc giáp kịp á, không là chết chắc rồi. Quá là nguy hiểm luôn. Bởi vậy xíu nữa là end, xíu nữa là end rồi. Ui, gung quá. Cắm thêm đây cái bom cho bé Ripper tội nghiệp lần trước đi. Ripper xấu số. Hên là chiếc này không có cái con nào xấu số đi vô cái chỗ mà mình đang chiến đấu với con boss ha. Cũng đỡ. Như vậy thì mình đã có được cái ngôi sao Wither thứ hai rồi. Ngôi sao Nether thứ hai rồi. Giờ thì còn thiếu đó chính là kim cương thôi.
Số kim cương mà mình có thì nó cũng không có nhiều lắm. Nên thành thế ra, bây giờ nhiệm vụ tiếp theo của mình là sẽ có một chuyến đi mai để kiếm thật là nhiều kim cương mang về ha. Hy vọng là hôm nay nhân phẩm của mình khi mà farm đầu nó hơi đen rồi, đi mai nó sẽ khác hơn á, nó sẽ đỡ hơn một xíu. Chứ mà đi mai mà xui y gan farm đầu xương đen là chết luôn á. Nhưng mà mình phải kiếm thêm thức ăn cái đã. Giờ mình đang bị hết thức ăn mất rồi. Thử thách tìm kim cương sẽ bắt đầu sau khi mình xuống dưới cái hang nào đó sâu sâu một xíu ha. Chỗ này thì nó chưa có mấy cái đá bản sâu, chắc nó hơi ít kim cương nè. Thôi mình sẽ đi tìm một hướng nào đó sâu hơn tí đi. Vô hang bự, vô hang bự. Nhóc nhỏ né ra nha, nhóc nhỏ né ra nha. Chỗ anh đang làm nhiệm vụ nha. Rồi, đúng thấy chưa? Vô hang bự là gặp liền hai quặng kim cương đầu tiên. Lượm thôi. Lần này thì đào mình sẽ đào quặng á, chứ không có đào đào viên đâu. Đào quặng để rồi về nhà mình đặt ra rồi mình dùng cúp gia tài mình sẽ nhân đôi nó lên á. Như vậy thì nó sẽ nhiều hơn á. Có lưu ly nữa nè. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Dưới này là một cái hang khá là rộng luôn. Và có kim cương. Để coi coi được mấy quặng nha. Hy vọng là nhiều hơn một. Oh man, nó chỉ có một thôi. Tiếc thế. Nhưng mà mình phải kiểm tra thật là kỹ ở mấy cái khúc này nữa nha. Nhiều khi mình bỏ sót á. Ồ, khúc này nước không vậy? Ui, Reaper nguyên một đàn luôn kìa. Chơi 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 chơi, cái này nó nổ thứ gì mà chịu nổi. Ê, trên tuốt trên nóc nó có kim cương nữa kìa. Để mình trèo lên trả mình lấy cái viên kim cương đó mới được. Ao 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 ao. Nguy hiểm kìa, đằng kia cũng có nó kìa. Mình săn đầu xương đen hơi xui, nhưng mà mình tìm kim cương thì mình hơi bị hên nha. Ít ra nó phải vậy. Ôi da. Rồi lên tiếp coi. Mấy quặng. Cái này nó chỉ có một quặng thôi. Chỗ này có hai á. Trước mắt là có hai rồi đó. Để coi coi hai hay bao nhiêu đây. Hôm nay là một ngày dành riêng cho đào kim cương á. Mấy bạn nào mà thích kiểu kim cương chắc sẽ rất là khoái đây. Mình sẽ cố gắng kiếm nhiều nhất có thể ha. Nó chỉ có hai thôi. Đây, mình sẽ tiếp tục tìm kiếm trong cái hang này. Tại vì cái hang này có vẻ khá là may mắn luôn. Ê, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Kim cương đây rồi. Thêm một chỗ kim cương nữa. Mấy quặng đây, mấy quặng đây. Lại là một. Mấy cái quặng mà nó nằm thoi loi giữa. Ê, đây có hai nữa nè. Nằm thoi loi giữa mấy cái chỗ mà trống trơn như vậy thì thường nó sẽ ít á, không có nhiều. Có một lần có một quặng à. Đào mà tiếc gì đâu á. Rồi qua đây. Một quặng. Cái này thì đỡ hơn xíu, được hai quặng ha. Ủa, bên đây có một cái lối đi siêu nhỏ luôn. Nó dẫn tới một cái hang khác nữa. Hệ thống hang ở phiên bản 1.18 này mình kiểu mình hơi bị thích luôn á. Nó cứ nối dài liên tục nè. Dẫn tới một chỗ kim cương khác luôn. Quá là tuyệt vời. Đã nè, dưới này cũng có nữa nè. Đi rồi, nhân phẩm của mình. Nhưng mà chỉ có một thôi. Kỹ ta lỡ hên thì cho hên hẳn luôn đi. Hên nửa mùa quá à. Hên thì cho lần gặp 2, 3 quặng, 3, 4 quặng, 5 quặng càng tốt. Cho lần có một quặng à. Cho mà cũng cho ít nữa. Ê, đây 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 còn nữa nè. Thấy chưa? Nó cho mình dễ gặp kim cương đấy, nhưng mà lần gặp có quặng à. Lần này đỡ một xíu, lần này cho hai nè. Nãy giờ chưa có chỗ nào mà có ba quặng luôn á nha. Các bạn để ý đi, mình nãy giờ mình đào toàn lần có một quặng không à. Nhiều lắm là hai quặng à. Hết rồi. Này. Trên đây thì sao? Trên đây nó lại có thêm một cái đường đi xuống sâu hơn nữa nè. Ê, khoan. Ôi, nó nằm ngay khuất chỗ này nè. Chút xíu nữa là mình bỏ qua rồi. À, lần này thì khá hơn. Đây là quặng kim cương cho mình ba quặng luôn nè. Đã nha. Hên là quặng lên mình bay đó. Chứ không thôi là bỏ sót rồi. Ui, nó cho mình gặp nguyên một cái hang to đùng nữa nè.
tới công chuyện nữa rồi. Mấy quặng đây, mấy quặng đây. Hai quặng, ba quặng. Nhân phẩm mình đang lên dần rồi. Bắt đầu gặp những cái quặng kim cương cho mình ba quặng rồi đó. Thích nha, cứ như vậy mà phát huy nha. Ui, ba hàng quét một gặp kim cương luôn này. À, có quặng à. Ít thế. Dưới này cũng không có thêm. Bây giờ lâu lắm mình chưa có cảm giác đào cái quặng kim cương 8-9 quặng kế bên đó. Lâu rồi quên cảm giác đó luôn rồi. Ước gì giờ gặp chỗ to to vậy đào cho nó thích cái tay coi. Nó đã cái tay coi. Tìm kiếm nãy giờ toàn một quặng hai quặng đào nó bị ngứa tay á tao ơi. Ê, gặp spawn luôn nè, spawner của con senpai. Ủa dạ dạ dạ. Ai dụ. Ủa sao mà không có rương quýt ta. Ê. Ủa kỳ á. Spawner phải có rương chứ. Game lừa rồi. Spawner mà không có rương. What the hell. Đùa hả. Lần đầu tiên thấy không nha. Vụ gì lạ gì. Spawner mà không có rương. Kỳ cục thiệt. Ôi trời. Lâu lắm rồi mình đào được quặng vàng thường á. Trời đất ơi. Wow. Bay một vòng phát gặp luôn nguyên cái hang to đụng ở dưới này luôn này. Được. Hợp lý. Để coi nào. Nó sẽ hợp lý hơn nếu như nó cho mình kim cương. Chính xác. Kim cương đây rồi. Hai quặng, ba quặng, bốn quặng. Ôi. Nãy giờ lần đầu tiên đào được bốn quặng chung một chỗ nè. Thích chưa. Đây đây bắt đầu thích thích hơn rồi đấy. Nữa nè nữa nè. Nãy bốn quặng cái này giờ cho năm quặng là đẹp nè quê. Hi. Rồi luôn một quặng luôn. Không đẹp không đẹp. Một quặng là không đẹp. Tiếp tục tiếp tục. Phải tranh thủ kiểm tra cái hang rộng này mới được. Ủ hai chỗ luôn. Được của nó đấy. Hai quặng. Trên này thì sao. Ủa trên này cũng có nữa nè. Mình bay lên trên kia. Nhưng mà lại gặp thêm được chỗ này. Được gì ta. Ấy luôn. Của giời mà, của giời cho mà. Một quặng à. Coi coi. Còn cái nào khác không. Ôi thật sự nó chỉ có một thôi. Hên là mấy con này nó không có lượm của mình á. Mấy con xương nữa. Ủa mấy con zombie nó ưa cầm tầm bậy lắm. Mà mình rớt vậy nó không cầm là mình đánh giá cao nó đó. Được. Mình nghi là nó chỉ có một lắm. Đừng có bắn nào. Đừng có bắn chê. Con xương kia người ta đang trèo cao đó. Bắn người ta rớt rồi sao. Ui da. Ồ nó chỉ có một thôi. Ở phiên bản mới này mình nghe đồn nó còn có một dạng hóa thạch. Mà ở đó nó sẽ có sẵn kim cương trên cái hóa thạch luôn ha. Khá là hay luôn nhưng mà tới bây giờ mình vẫn chưa gặp được những cái hóa thạch đó. Mặc dù mình cũng tích cực đi tìm ở dưới mấy cái hang to lắm đó nha. Có vẻ là cái hóa thạch đó khá là khó tìm đây. Để thử nhân phẩm hôm nay coi. Coi coi trong lúc mà mình đi đào kim cương như vậy nè. Thì mình có gặp được cái hóa thạch đó hay không. Tiếp theo tiếp theo. Lần này là 40 năm đây. Thử giả bộ lần cho năm đi. Ồ nó vẫn là 2 à. Sao bèo như vậy. Có cần phải bèo tới như vậy không. Thiệt luôn á. Rồi đây đường cùng nữa à. Coi dưới này có dấu kim cương không. Không có luôn. Ui da ui da ui da. Cháy 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 cháy. Hên hên hên. Nhờ cháy cái mình phát hiện ở đây nó có kim cương nè. Đây đây. Lẫm. Chỉ một nữa. À không, hai. Ba luôn. Wow. Ít gà nó phải thế chứ. Có công đào là phải cho nhiều nhiều nha. Đây rồi đây rồi. Hai quặng một lượt.
Ôi cái này có một mặt thôi. Hôm sau dưới này còn cái nữa. Hy vọng cái này nó sẽ nhiều hơn. Ồ kìa, nhiều hơn đi mà. Trời ơi, hai cái mà cũng có hai quặng à. Buồn một chút á. Buồn một chút mà nhiều lần như vậy là thành buồn nhiều chút á nha. Buồn là người ta đi lên đó, người ta nghỉ đào á. Ủa, đây 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 đây. Giấu giấu gì không biết. Giấu giấu giếm nè. Rồi được có hai quặng à. Cũng được, cũng được. Nhiều hơn một là được. Bây giờ hạ tiêu chí luôn, xuống luôn đó. Nhiều hơn một là được. Nhiều hơn một là được nha. Cố lên. Cháy nữa rồi. Mà hên nhờ cháy cái mình lại gặp thêm một quặng mới nữa nè. Tính ra nãy giờ trong cái rủi của cái hên á, lúc mình bị cháy mình toàn gặp thêm kim cương thôi. Cũng được. Ở đây thì ba quặng nha. Một quặng. Ồ, chỉ một thôi. Vậy luôn hả? Rồi. Bèo thiệt chứ. Người ta nói nhiều hơn một là được mà. Cái này không được, một quặng không được. Nhiều hơn một mới được. Người ta cũng có cái giá của cái người đào kim cương chứ. Đào kim cương cũng phải làm giá nữa. Ồ, đi một hồi tới một cái hang tươi tốt luôn. Wow. Bên đây là hang thạch nhũ, còn bên kia là hang tươi tốt. Ui 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 ui. Tấp tấp vô mấy cái hang trong này đi. Vô bên hang tươi tốt, các bạn biết tại sao mình né hang tươi tốt không? Tại vì mình bị ghiền bắt Axolotl á. Mình lũi vô đó là mình lại mất tập trung, rồi mình lo bắt Axolotl không thì toang mất. Nên thôi, tốt nhất là không gặp là không có ghiền á. Vậy ha. Ui da bay mà cứ lắc máy. Ui. Ok, lắc lắc xíu cũng được mà gặp kim cương là được. Hên, không sao. Nhờ cái lắc máy lượm liền kim cương nè. Lắc lắc nhiều xíu cũng được nha. Để cho kim cương thôi. Nhưng mà đừng có là một. Hai. Ừ. Được của nó đấy. Ít ra cũng phải vậy. Ok, không uổng công. trong này còn nữa. Hai cái quận hai luôn. Ba cái này ba lần. Wow. Lâu lắm mới đào được ba quặng lượt nha. Có bốn không? Rồi không có bốn à. Ba là hết à. Không sao, còn thở là còn tìm kim cương. Ủa? Còn thở là còn tìm kim cương. Lần này cũng hai nữa nè. Đấy, bắt đầu hiểu rồi đấy. Cứ cho lần hai hai vậy thôi cũng được ha. Tiếp nè. Nó chịu chơi cái là nó cho. Ô, lần này ba luôn. Được. Còn cái nào khác không? Còn không? Hết rồi. Ê, dưới này còn, Hai nha. Ồ, lần này thì một rồi. Hết được rồi. Một là không được rồi. Lần này thì sao? Một hay là hai? Lần này chỉ có một thôi. Ê, kim cương trôi. Nó trôi xuống dưới này luôn. Bây giờ chuyển sang ăn dưa hấu trừ cơm đi. Đâu. Oh no, mà bây giờ mình cũng không còn nhiều dưa hấu kiểu kia nữa. Oh my god luôn. Thôi kệ đi. Chịu khó ăn dưa hấu ít bữa ha. Sắp tới mình làm một cái chỗ farm nào đó để mình lấy thịt riêng sao. Ghé vô cái chỗ farm thịt gà của mình á. Nó toàn lông gà mà ăn có được đâu. Wow, thiệt sự á. Rồi, và sau cái chuyến đi mai này thì mình có được tổng cộng là một stack và 9 viên, 9 quặng ha. Cũng là cỡ 73 quặng kim cương trong một chuyến đi. Bây giờ mình sẽ xây nó thành một cái tháp tít lên trên trời. Và sau đó chúng ta sẽ dùng cây cúp có dòng gia tài để nhân nó lên ha. Coi coi được bao nhiêu viên kim cương đây. Cúp gia tài. Làm ơn, nhân phẩm của mình hãy dùng hết vô cây cúp này đi. Cùng đoán xem với cái cấp gia tài này mình sẽ được bao nhiêu nha. Mình sẽ đoán tầm một stack và 58 viên. Mình đoán tầm đấy. Để coi có đúng hay không nha. Cất vô để cho nó bí mật xíu. Rồi. Nhiều nhiều đi.
Đó, mình thấy nó nhiều nhiều rồi đó. Đã một lần ra hai viên là thấy khoái rồi. Hồi hộp quá hả? Để coi coi. Bao nhiêu đây? Ô, sao nó bị dư ra rồi kìa? Lộ hàng rồi, no. Nó bị lộ ra rồi. Rồi, có vẻ con số mình đoán nó không chính xác rồi. Rồi. Ôi, vậy thì bị lộ quá. Sau khi đào thì mình sẽ được 2 stack và 31 viên á. Tức là từ 1 stack mình thành 1 stack. Ủa, thành 2 stack rưỡi á. Cũng được, vậy cũng khá là ok rồi. Và mình sẽ nén nó lại thành những cái khói luôn. Được bao nhiêu khói? Ui. Hồi nãy giờ mình đào là chỉ được có 17 khói thôi à. Gom gom với một ít ở nhà mình nữa chắc cũng tầm 20-20 mấy khói thôi. Như vậy thì chưa có đủ để mình làm một cái đèn hiệu full kim cương rồi. Chắc mình phải tìm một cái biện pháp khác để đào kim cương nó hiệu quả hơn quá. Để bây giờ mình sẽ lấy mấy cái da bò của mình. Mình làm một cái đồ ổn da ha. Tại vì rất là nhiều bạn chỉ mình cách để đi trên bột tuyết. Đó chính là mình cần phải mang một đôi ổn da thì mới đi được. Bây giờ mình sẽ test thử luôn ha. Đây, bột tuyết thì mình có sẵn trên người nè. Mình sẽ đổ nó ra đây. Đeo ổn da vô. Rồi, test thử nha. Ê, đi lên được nè. Ô, hay thiệt. Mình muốn xuống vẫn được nha, muốn lún thì vẫn được, mà muốn đi lên vẫn được luôn. Ơ, như vậy thì mình đã làm được cái thành tựu nhẹ như lông hồng rồi. Ui, đỉnh nha, các bạn fan mình đỉnh á. Nói chung thì trong ngày hôm nay mình vẫn đạt được cái chỉ tiêu là săn được cái con boss leader ha. Nhưng mà mình chưa có làm cái đèn hiệu, để bây giờ mình vô trong mình làm luôn cái đèn hiệu đi. Đây, đèn hiệu. Đây là cái đèn hiệu thứ hai mà mình sở hữu rồi đó. Sắp tới thì mình sẽ không cần phải dời cái đèn hiệu ở trung tâm này nữa, mà mình sẽ mang cái đèn hiệu này qua bên cái chỗ farm dưa hấu của mình á, để mình farm cho nó nhanh hơn á. Chứ mình dùng cái tay không đào thì nó cũng không có nhanh lắm. Có đèn hiệu thì mình sẽ tăng cái tốc độ mình chặt bí ngô dưa hấu lên rất là nhiều luôn. Farm dưa, farm bí thì mình có thể dùng cái đèn hiệu này để sử dụng á. Rồi, như vậy thì công việc hôm nay đã hoàn thành. Tuy nó không có gọi là hoàn chỉnh lắm, nhưng mà ít ra thì mình cũng có được sơ bộ một ít kim cương và một cái đèn hiệu ha. Mong rằng trong những cái ngày sắp tới thì mình sẽ đào được thiệt là nhiều kim cương để nhanh chóng hoàn thiện cái đèn hiệu bằng kim cương ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào những video kế tiếp. Bye bye.